anh em, đây là cái túi mồi tối hôm qua trộn này. Đây vẫn còn nguyên này. Đó, túi mồi tối hôm qua trộn vẫn còn nguyên này. Hôm qua mấy anh em sang bên kia thế là loanh quanh ngồi uống rượu, say thế là không đi câu được. Ngủ luôn đến sáng. Thế là hôm chiều tối nay thì mình tranh thủ mình đi mình câu cho nó đỡ phí mồi. Đây, vừa xuống đến nơi xong. Thật tiếc là hôm nay mình có quên không mang cái chân máy quay. Rồi, bây giờ mình sau 30 phút mới dính con đầu tiên này. Nhìn cái phao tiếp ngoài kia kìa. Đó. Nhìn nó lôi cần này, lôi cần. Này tôi cho máy lỏng này, anh em nhìn. Đó, nhìn nó lôi dây cước này, thôi tôi lôi lên chắc là bé thôi. Không có ai đi cùng, không quay phim được. Đấy, anh em nhìn nó giật này. Anh em nhìn nó giật cần này. Đấy thôi, mình lôi lên xem con gì thì mình quay cho anh em xem vậy. Cái phao lội phình phình ở ngoài kìa. Đấy, nó thụt thò kìa. Đó, díu cần. em ơi, cầm, à, tiện cầm. Quay cho anh lôi con Zophy này lên kìa. Nó chạy ngầm à? Ây. Trời con. Cậu lên luôn. Trời con. Tao mẹ cũng được 5 nặng. Ăn sầu ấy. Nó quả sâu quá. Quả sâu quá nguy hiểm. Chỉ chim chóc chóc về cho anh em xem. Em vừa câu một tí. Một nghịch. 100 một cần. Nhưng mà em 150 hai cần. Cần đài đấy là bài thu lãi rồi đây. Cô cần đài chỉ về cần đơn lưỡi đơn đấy. Thu 50 một cần thôi. Nhưng mà bọn em xuống dưới Hà Đông bọn em câu. Bọn em xuống dưới Hà Đông bọn em câu 50 một cần. Và em đánh câu toàn chép. Chép to em. Chép được tấm 8 lạng cần. Câu đà à? Em câu cần toàn lưỡi đơn hết. Ok, cảm ơn em. À, anh em được con một con trôi rồi. Con thứ hai này, anh em nhìn cái phao này. Đó. Con thứ hai nhá. Chim này đấy. Chim mất phao này, căng cước này. À, chắc là cũng không to đâu. Này, đấy, lôi cần này. Anh em nhìn nó lôi cước kìa. Đấy, cái tầm này thì cá không thể to được, chắc nó chỉ tầm như lúc nãy hoặc nhỉnh hơn thôi. Ok anh em, để mình lôi lên này xem có cái gì không. Đó, lôi cần. Anh em nhìn lôi cần. Chắc là chỉ tầm như lúc nãy thôi, nếu mà to thì nó đã lôi cần rồi. Ok. Thằng cu em vừa xong ở đây thì mình nhờ nó quay hộ, bây giờ nó đi ra chỗ khác rồi thì mình sẽ câu lên và mình quay. Anh em, sản phẩm đây, lại một em trôi như lúc nãy. Ôi, con này còn nhỏ hơn con lúc nãy cơ, hai em. Ôi, khoảng 40 phút, hai em rồi, ok anh em. À, hôm nay không có ai đi cùng cả, nên là không có người quay phim. Đây, trời mới sẩm tối đấy. Trời mới sẩm tối chứ chưa tối nhá. Ngồi gần tiếng rưỡi rồi. Được 4 con trôi. Không to, toàn trôi nhỏ thôi. Chán trôi nhỏ quá, chán không muốn câu. Ôi tối quá. À. Bốn con trôi nhỏ, nó không to. Thế là thôi, tôi gọi cho thằng em nó xuống nó câu, tôi đi về. Gọi là tiếng rưỡi đi. Cá này không phải không ăn, có ăn nhưng mà cá nhỏ.
đồ đạc nó vứt tất đây, cho nó đi về, cho nó câu, tôi đi về. Vẫn chưa tối hẳn nhé anh em nhé, đây tôi tắt đèn đây này, đó đây. Hy vọng được con cá to mà không có cá to. Đây vừa mới lên phao xong này. Rồi, mình xin dừng cái clip này lại đây. Hôm nay không có gì đặc sắc cả, toàn cá nhỏ thôi, tiếng rưỡi 4 con.